Thưa quý vị và các bạn, Hội thi tuyên truyền viên giỏi chung tay phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Qua những phần thi ấn tượng, hội thi đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ về công tác phòng chống dịch COVID-19, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đổi mới, có sức lan tỏa trong cộng đồng về thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, cùng với khôi phục phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đến với hội thi năm 2022, đội thi đến từ huyện ủy Mai Sơn đã đem tới phần thi tuyên truyền tiểu phẩm xúc động. Với ý tưởng từ hoàn cảnh gia đình, sự mất mát của các cán bộ y tế trong phòng chống dịch COVID-19, đội thi đã xây dựng được kịch bản rất xúc động, lôi cuốn từ những câu chuyện thực tiễn trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. Cái câu chuyện như vậy thì là đưa đến là một thông điệp là rằng là chúng ta phải cố gắng đoàn kết và phải hiểu COVID là gì và chúng ta phải phòng chống dịch COVID như thế nào. Có thể nói là rất là nhiều các cái tiểu phẩm đã gây được cái xúc động lớn cho những người mà được xem tại kỳ thi này. Chúng tôi cho rằng là các cái tiểu phẩm đó đã được đầu tư một cách là hết sức công phu và có thể nói là cũng đã gột tả lên được những cái sự quyết tâm của các cái nhiều các cái đội ngũ tham gia trong công tác phòng chống dịch. Ở phần thi kiến thức, các đội thi đã thể hiện sự am hiểu kiến thức, trả lời bộ 15 câu hỏi kiến thức về chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, các bộ ngành, tỉnh ủy Sơn La về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều đội thi đã hoàn thành xuất sắc, đạt điểm tuyệt đối. Nói về phần thi kiến thức thì ban tổ chức đã lựa chọn những câu hỏi rất là phù hợp, sát với thực tế. Các câu hỏi này thì đều gắn liền với cái công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là những vấn đề mà liên quan đến việc sử dụng và tuyên truyền về tiêm vaccine. Ở phần thi chào hỏi, dù thời gian tối đa chỉ có 5 phút nhưng các đội đã tận dụng các hình thức thực hiện như hình thức sân khấu hóa, thuyết trình giới thiệu thành viên, khái quát tình hình kinh tế xã hội, phong tục tập quán, truyền thống và thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương thông qua tiểu phẩm kịch, hát, múa, đặc sắc. Mỗi đội một màu sắc riêng đã tạo nên những ấn tượng khó quên cho khán giả. Em ấn tượng với cách các đội thi đã thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, nội dung hấp dẫn, ý nghĩa và chứa đựng những thông điệp sâu sắc, giúp em tìm hiểu thêm về kiến thức và chấp hành tốt hơn nữa quy định về công tác phòng chống dịch. Hội thi đã thành công tốt đẹp, có thể khẳng định nhiều nội dung của các phần thi đã tạo ra hiệu ứng tuyên truyền sâu sắc, rộng rãi, toàn diện về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trong tình hình mới. Quá trình diễn ra các cái nội dung thi của hội thi thì đã được sự chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, nghiêm túc của các đội thi. Do đó là cái chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong hội thi đã được đánh giá rất cao, ghi nhận rất cao. Và nhiều nội dung các cái phần thi của các đơn vị đã tạo ra được cái hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc, đầy đủ và toàn diện về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trong tình hình mới. Hội thi đã khép lại và để lại những ấn tượng sâu sắc. Thông qua hội thi cũng góp phần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, góp phần vào thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.